con loan nó vẫn phải chụp Việt theo ạ. Em không biết. Mình không tìm được chị. Bao giờ mang hàng được không? Con nó bao tuổi? Chín mấy mà nó nhỏ hơn tuổi mình. 94, 95. Nó bảo hôm nay vẫn nhận hàng. Vẫn nhận à? Trước nó bảo nhà anh nhiều hàng lắm. Không, đấy là nó hủy. Thì bọn Shopee nó chỉ cho 2-3 ngày. Đúng giờ hơn là bên em về rồi.